Chiều ngày 14 tháng 12, Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn và khu công nghiệp Yên Quang, Bình Phú, thành phố Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn có diện tích 213,68 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.389 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Phú Hòa Bình làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng. Đã giải phóng mặt bằng được 132 ha, đạt 61,7%, dự kiến hết năm 2023 đạt khoảng 186 ha, đạt 87,0%. Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn đã khởi công khu tái định cư với diện tích 1,24 ha. Tuy nhiên, do khu công nghiệp Nhuận Trạch chưa có quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000, do đó chưa đủ cơ sở để Bộ Xây dựng tiếp tục thẩm định hồ sơ. Hiện nay chưa có giá đất ở cụ thể làm cơ sở để lập phương án bồi thường. Khu công nghiệp Bình Phú, thành phố Hòa Bình có diện tích 214,29 ha, tổng vốn đầu tư 1.718,6 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Phú Invest làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng. Đến nay đã giải phóng mặt bằng được khoảng 156,18 ha. Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình đã hoàn thành xây dựng khu tái định cư và đang tiến hành xác định giá đất ở cụ thể và giá đất tái định cư. Dự kiến hoàn thành công tác phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng trong tháng 2 năm 2024. Khu công nghiệp Yên Quang, thành phố Hòa Bình có diện tích hơn 200 ha, trong đó diện tích đất khu công nghiệp Yên Quang 180,62 ha, diện tích khu dân cư hiện trạng 19,49 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.610 tỷ đồng do Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng. Đến nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng được khoảng 72 ha. Tuy nhiên, vướng mắc do trồng lấn ranh giới quy hoạch khu công nghiệp Yên Quang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch với ranh giới của đường cao tốc Láng Hòa Lạc giai đoạn 2, gây khó khăn trong công tác lập quy hoạch. Việc giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều vướng mắc. Tại hội nghị, các chủ đầu tư kiến nghị đề xuất về một số vấn đề liên quan đến việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện linh hoạt giao đất cho thuê đất, giải quyết chồng lấn ranh giới dự án, sớm hoàn thiện quy hoạch phân khu 1/2000, cập nhật quy hoạch 1/500, đẩy nhanh việc xây dựng khu tái định cư, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước phát triển khu công nghiệp. Các sở ngành chức năng của tỉnh đã thảo luận trao đổi, làm rõ những khó khăn vướng mắc ở các dự án. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh đến việc triển khai mạnh mẽ cải thiện môi trường đầu tư, trong đó xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp là giải pháp quan trọng để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách nhà nước. Việc đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ghi nhận sự nỗ lực các sở ngành chính quyền địa phương trong công tác phối hợp hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 khu công nghiệp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy chỉ đạo. Tôi đề nghị các cơ quan phải phối hợp tích cực để mà đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2000 của 3 cái khu cụm công nghiệp này. Đồng thời việc đó là phải đẩy nhanh cái tiến độ mà điều chỉnh cái quy hoạch 1/500 để nó phù hợp với quy hoạch phân khu. Để chúng ta trình bộ xây dựng thì các cấp các ngành các địa phương là bố trí đủ các cái chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất cho các nhà đầu tư để làm tiếp công tác giải phóng bằng. Ủy ban nhân dân thành phố và huyện Lương Sơn phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng mặt bằng và phối hợp với nhà đầu tư để mà đảm bảo các cái điều kiện liên quan đến tái định cư cho người dân của chúng ta. Còn báo cáo đồng chí, trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện thì cái nào nó thuộc của người dân thì chúng ta sẽ cố gắng áp dụng các cơ chế chính sách tốt nhất cho người dân. Còn đương nhiên những cái nào mà nó không thuộc các cái quy định của pháp luật thì tôi nói các đồng chí là chúng ta phải cương quyết xử lý. Một là chúng ta có quy hoạch phân khu thì sẽ điều chỉnh 1/500. Thì như vậy là cái quy hoạch phân khu này nó phải phù hợp với các quy hoạch có liên quan. Và đặc biệt là hai cái khu công nghiệp Bình Phú và Yên Quang nó phải phù hợp với cái phát triển cái đường cao tốc Hòa Bình Hà Nội. Báo cáo cái chỗ này là phải rất là ưu tiên để chúng ta rà soát lại thì nó mới phát triển được. Quy hoạch chung ấy là chúng ta lựa chọn sau này là các đơn vị thứ cấp là những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp xanh sạch. Thì bây giờ trong cái quy hoạch này
cần điều chỉnh cái gì thì lần này cũng phải điều chỉnh luôn đi. Báo cáo các đồng chí, cái nào cập nhật mới để mà thu hút đầu tư thì cập nhật vào, còn cái nào nó lạc hậu rồi, nó ô nhiễm rồi thì chúng ta lần này cũng phải loại đi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo quy hoạch phân khu phải phù hợp với các quy hoạch có liên quan, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng hàng rào khu công nghiệp, nhất là về hạ tầng giao thông, điện nước. Ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các khu công nghiệp. Tỉnh Hòa Bình cam kết tạo các điều kiện để các nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư hiệu quả.